Chuyên gia nói gì về trận chung kết liên quân nhàm chán vừa diễn ra? Cả huấn luyện viên Team Flash, FABTV và bình luận viên Tùng Hoàng My đều bất ngờ trước cái cách mà Lai Bân và đồng đội ngã quỵ trong ngày chung kết liên quân Mobile Quốc nội. Đêm ngày 24 tháng 5, liên quân Mobile Việt Nam đón nhận vị vua mới mà không lạ, Team Flash. Đội tuyển này có lần thứ 4 liên tiếp lên ngôi vô địch đấu trường danh vọng sau chiến thắng kỳ lạ 4-0. Nói kỳ lạ bởi đây có lẽ là tỷ số chẳng mấy ai mong muốn trước khi ngày chung kết diễn ra. Sài Gòn Phantom SGB thể hiện bộ mặt bạc nhược trong suốt thời gian thi đấu, đánh thua đã đành. Cả những lựa chọn băng kết của đại diện phương Nam cũng gây sự khó hiểu lớn cho người xem. Trên nhiều hội nhóm liên quân Mobile, nhàm chán là từ được các fan trung lập dùng để miêu tả diễn biến trận chung kết vừa qua, khó hiểu Lai Bân. Chia sẻ với Zin.vn, bình luận viên Tùng Hoàn Bi cho rằng rất có thể giải thề solo God 1vs1 trước đó đã gây ảnh hưởng tâm lý đến người đi rừng SGB. Sai lầm nhỏ của Bân trong lúc thi đấu khiến chàng trai 19 tuổi buộc mất chức vô địch thề solo God. Mình có để ý nét mặt của Bân và thấy anh ta có thực sự thoải mái khi nhận giải solo. Giá như Bân thắng hoặc thua một cách dễ dàng hơn, mọi chuyện có lẽ đã khác. Bân thua và thua vì bản thân chủ quan. Nó làm Bân đánh co có độ gánh và thanh thoát cao như mọi khi trong trận chung kết. Anh cũng cho rằng sự kết nối giữa các thành viên SGB là quá kém. Có lẽ việc quá nhiều thành viên đã lâu không được chơi trên sân khấu, thậm chí là lần đầu với tuyển thủ như Lai Bân. Nói lần đầu vì vận động viên sẽ được trang bị tai nghe đặc biệt, có thêm tiếng nhiễu để chống nghe tiếng bình luận của bình luận viên, nên đánh khác hẳn khi còn thi đấu ở studio, thiếu gắn kết, thiếu cẩn trọng, mất tập trung. Trong khi đối thủ quá quen với điều này, bình luận viên Thanh Tùng nhận định, cú đẩy ra của Seraf trong hiệp đấu đầu tiên vô tình trở thành tình huống bóp chim khá nặng. Đó cũng là bước ngoặt lớn của trận đấu, trong bối cảnh tưởng chừng họ đang quay trở lại. Trận thua sớm khiến SGB mất hết tinh thần. Cuối cùng, Thanh Tùng nhận định cấm và chọn của SGB không thực sự tốt trong cả 4 ván, đặc biệt là ván 3, trong tình trạng tinh thần rất tệ. Nhưng họ lại chọn đội hình không thể giao tranh đầu trận, để rồi tự hủy ngay ở phút thứ 2 khi đã yếu còn ra gió. Ván 4 kịch bản tương tự dù chất tướng khá hơn, nhưng tinh thần thì không còn nữa. Cảm giác lúc đó, họ đánh còn tệ hơn đánh loan vậy. Chuỗi nhiễm sai lầm, cùng chung ý kiến. Lord Ken, vị chiến lược gia của FABTV nhận định SGB đã quá tự tin khi đối đầu với một đối thủ như Team Flash. Họ chọn những đội hình cần thời gian để mạnh. Ví dụ như ở ván 3, SGB mang về cả Maoja, Alex lẫn Kilgraf, những chất tướng bạn chỉ có thể đánh được ở phút thứ 15. Anh nói, rốt cuộc, họ đã không thể cầm cự đến khoảng thời gian đó, và vỡ trận là điều đã xảy ra. Tôi không hiểu ở phút thứ 2, Maoja chưa có level 4, thì lấy gì để SGB tự tin mở giao tranh. Ngoài ra, ở một số vị trí cũng cho thấy màn trình diễn không như mong đợi. NTP, Lai Bân và đặc biệt là Lạc Lạc đều chơi dưới sức. Với huấn luyện viên Haven của Team Flash, SGB đã tự thua hơn là bị đánh bại. Cả về cấm chọn, chiến thuật đề ra lẫn cách vận hành đều sai lầm. Những sai lầm khó hiểu dẫn đến ván thua quá dễ dàng đã hủy hoại hoàn toàn tinh thần thi đấu của SGB. Các thành viên đã không làm chủ được trận đấu và cả bản thân họ. Chức vô địch đến với Team Flash là điều hiển nhiên trong một ngày đối thủ của chúng tôi đã tự thua, Harvin cho biết.